Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể cô chú anh chị nha. Hiện tại Thiên Định đang có mặt tại tòa S205 khu đô thị Vinhome Ocean Park. Hôm nay là ngày chủ nhật, buổi sáng chủ nhật rất là đông luôn cô chú anh chị ạ. Đặc biệt là những cái quán ẩm thực như quán gà hay là quán ăn rất là đông luôn. Hiện tại Thiên Định đang có mặt tại quán chùm gà tươi Mạnh Hoạch cô chú anh chị này. Chùm gà tươi Mạnh Hoạch tại tòa S205, và các đây là căn số 01 S8A. Cô chú anh chị thấy xe đậu rất là nhiều luôn. Trong đây có rất nhiều món này. Bây giờ Thiên Định sẽ vào review cho cô chú anh chị nhá. Đây chính là thực đơn của cô chú anh chị ạ. Đây chính là thực đơn của nhà hàng Mạnh Hoạch này. Thì khai vị thì có món ngô chiên này, khoai tây chiên này, dưa chuột này, lạc này, chân gà sả tắc này. Đấy, món gà thì đây, giá cả có đây, niêm yết ở đây luôn cô chú anh chị nha. Nếu cô chú anh chị ăn gà luộc thì 85.000 một suất. Gà chiên thì cũng thế luôn. Gà rang muối thì 95.000. Gà xối mắm thì cũng 95.000, gà rang gừng 95.000. Gà không lối thoát là cô chú anh chị biết gà không lối thoát là làm cái kiểu gà mà đùm sôi đấy, sau đó nướng, sau đó là chiên đấy, là cả con đấy là 299.000. Đấy, nộm gà là 130.000, gà hầm thuốc bắc. Đấy, tiếp theo là những cái món xào đây cô chú chị ạ, giá cả Thiên Định thấy cũng rất là phải chăng luôn. Đồ uống đây, bia này, coca, bò húc, trà đá này, có đầy đủ hết. Hôm nay quán rất là đông luôn. Quán rất là đông, không biết là ở trong đây còn đông nữa. Em ở nhà mình có mấy tầng? Một tầng thôi à? Một tầng này đông quá cô chú chị ạ. Đây là món gà không lối thoát cô chú chị nhá. Đây, cái món này món là gà không lối thoát đây. Đấy, con chị nhìn này. À, con lối thoát này. Thì cô chú anh chị chúng ta, nếu như mà cô chú anh chị chúng ta vào ấy, thì nếu như vào thì chờ ít nhất là tầm khoảng 20 đến 30 phút thì mình có mới có gà cô chú anh chị nhá. Tại vì quán rất là đông khách luôn. Phía trước thì được cái là với cái vị trí để xe nó cũng khá thoải mái, tại vì phía trước có cái dãy đổ xe. Đấy, vị trí những cái tòa như này có cái khu vực đổ xe thì nó sẽ tiện rất là nhiều cho cô chú anh chị chúng ta có thể là vào thưởng thức món gà. Đấy, bên cạnh bên kia cũng chính là cái khu tiện ích cũng như là nhà để xe 5 tầng. Quán thấy cũng khá là sạch sẽ, bố trí đơn giản. Đây có số điện thoại luôn cô chú chị ạ. Nhà hàng thì đây, gà tươi Mạnh Hoạch này. Số điện thoại là 0967 846 367. Mọi người có thể gọi là đặt hàng trực tiếp thì nhà hàng cũng sẽ đưa lên tận nơi, tận tòa nhà cho cô chú chị luôn. Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể cô chú anh chị nha. Chúc cô chú anh chị chúng ta có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ nha. Xin chào.